Em xin gửi lời chào thân ái nhất đến toàn bộ những vị khán giả đang theo dõi video bên em. Kính chúc các anh có một buổi sáng đầu tuần làm việc thật là hiệu quả và vui vẻ nhé. Ở đây thì em lên cho các bác một con giải mã. Đấy, các bác yêu cầu là giải mã. Có bác thì không không quen cái từ giải mã thì cũng có thể gọi là cổng quang. Đấy, cái con mà kết nối cổng quang từ tivi xuống, nó có nhiều cách gọi. Đấy, nói chung là thông thường thì em thấy các bác hay gọi là quang đúng không ạ? Đấy, giải mã quang đấy. Giải mã quang, đây cái từ như thế. Ở đây thì đang là một dòng của Onkyo nha các bác nhá. Hàng nhà em thứ nhất là hàng nội địa Nhật. Thế nên là về chất lượng thì các bác không phải lăn tăn. Em thật với các bác, nhiều bác thì nhà em bán hàng đã từ rất là lâu rồi. Trước đấy thì bán nhiều lắm, nhưng mà từ đợt đấy giờ cũng đã được gần chục năm rồi. Đấy, có những bác mua từ đợt đầu đến bây giờ, thậm chí là còn ra mua rất là nhiều lần, về cho hàng xóm rồi họ hàng, tức là có người qua hỏi thì hướng dẫn giới thiệu ra đây rồi ra mua về để lấy hộ thôi. Đấy, rất nhiều bác khách nên các bác cứ yên tâm đi, những con như thế này thì nó sử dụng gọi là bền thiên thu cho mọi người nhé. Thứ hai nữa là hàng nội địa Nhật thì các bác lưu ý cho em là có sử dụng điện thì mọi người cắm cho em điện 100V nha các anh nhá. Đấy, 100V, nếu các bác cắm điện 220 của mình là nó sẽ bị chết đấy. Giống như Việt Nam mình thì tất cả các điện thì mình là 220V, còn của Nhật thì là 100V, nên bắt buộc các bác phải có cái đổi nguồn nhá. Đấy. Ở đây thì đang là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật, đó là thương hiệu Onkyo, và mã sản phẩm mà hôm nay em muốn giới thiệu cho mọi người là V77. Đây là một trong những dòng thương hiệu, dòng sản phẩm của hãng, nó được coi là một phiên bản giới hạn đặc biệt, nó là đầu hai số bằng. Tức là các bác biết không, hai số bằng là 77 đấy đúng không ạ? Thì Onkyo nó có các đời như đời 3 này, 5, 7 và 9. Đấy, nhưng mà chỉ duy nhất có đời 7 này thì mới có đầu hai số là V là 77 thôi nha các bác nhá. Chứ còn 33, 5, 5, 9, 9 thì không bao giờ có. Duy nhất dòng này là có thôi ạ. Đấy, hình thức của cục đây. Đấy, cái này thì sử dụng rất là đơn giản. Về nếu như các bác đã có những bộ dàn âm thanh sẵn rồi, đúng không ạ? Tức là nhà mình đã có loa này, có âm ly sẵn rồi, thì các bác có thể cắm cho em cổng quang trực tiếp từ tivi xuống vào cái cổng in này, nó có chữ digital in, thì mọi người cắm cho em vào cổng in, sau đó các bác lấy tín hiệu out, lấy cái dây AV gọi là dây AV hai đầu đúng không ạ, đấy mọi người lấy tín hiệu out từ đây ra để mọi người cắm in vào cái bộ dàn âm thanh nhà mình. Đấy, cái bộ dàn mà em vừa nói là loa với âm ly sẵn ấy. Còn nếu như nhà các bác chưa hề có loa và âm ly sẵn thì mọi người có thể kết nối trực tiếp loa vào đây cho em. Đấy, thì nó sẽ rất là tiện lợi cho mình. Đấy, sử dụng cái nào cũng tiện lợi, miễn sao nhà mình đã có sẵn rồi thì mình vẫn sử dụng được, nhà mình chưa có thì mình chỉ cần mua thêm loa là được nhá. Đấy, đài FM AM, các cổng để nghe nhạc qua điện thoại máy tính. Onkyo V77 sử dụng điện 100V, công suất của cục là 55W nhá. Thì cái này nó tiện lợi hơn rất là nhiều. Bây giờ các bác nghe đến gọi là giải mã bao diêm, em tin chắc là các bác đã nghe qua một lần rồi đúng không ạ? Đấy, thì có bác nào hiểu thì chắc các bác không còn lạ gì nữa, còn bác nào chưa hiểu thì mọi người biết rồi. Giải mã bao diêm thì nó chỉ có chức năng là giải mã trực tiếp từ tivi qua, nó giống cái cục này cũng cắm quang vào cái cục giải mã đấy. Sau đó mọi người lấy tín hiệu ra, out ra để mọi người kết nối với cái bộ dàn âm thanh nhà mình ấy. Đấy, nhưng mà cục này thì nó có tiện luôn là nó có công suất cho mọi người này. Đấy, tức là các bác kết nối loa trực tiếp vào đây cho em. Ngoài ra các bác thích nghe đài FM AM có luôn, thích nghe nhạc qua điện thoại máy tính có luôn nhá. Tức là nó đầy đủ mọi tính năng yếu tố ở trong cái cục này. Đấy. Với công suất là 55W như này, các bác kéo loa cho em thoải mái vô tư nhé. Loa mini 150W một loa, hai loa 300W cũng được. Đấy. Loa trung thì 70-80W một loa, hai loa là 160W trở về. Đấy, đấy là về cách sử dụng cũng như là các tính năng cơ bản. Thì cái cục này em báo giá luôn này. Cục này thì em thử CD rồi thì không thấy nó chạy. Thì cục này bình thường ra em toàn bán là 1.450.000. Nhưng hôm nay em sẽ để cho các bác giá là 1.090.000. Đấy, em giảm cho mọi người gần 400.000 cái cục này. Này, nó không chạy CD nhá. Cần thiết các bác mang ra các bác thay mắt cho em, nó chỉ hết rồi tầm 70 đến 100.000 thôi. Đấy, nhưng em giảm cho mọi người 400.000, gần 400.000 luôn. Đấy, mọi người thấy giá nó quá hời đúng không ạ? Đấy. Mà trong khi đấy những cái giải mã bao diêm nhá, mà chỉ 200-300.000 em khuyên thật mọi người đừng nên mua. Các bác có nên mua thì các bác mua những cái cục mà giải mã 600-700.000, 700-800 ấy. Đấy, mà những cái cục đấy thì nó gần bằng tiền so với cục này rồi, mà cục này thì lại đầy đủ tính năng hơn đúng không ạ? Nghe nhạc qua điện thoại máy tính, kết nối trực tiếp vào loa. Đấy, các bác là toàn là những người tiêu dùng thông minh thì mọi người sẽ biết lựa chọn những sản phẩm gì đúng không ạ? Ở đây thì em đã thử quang nhá. Quang thì các bác chỉ việc ấn cho em cái nút bên cạnh nút volume này. Đấy, chuyển cho em sang chế độ có chữ là digital, đây là cổng quang. Ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi?
bác nghe chất âm thế nào ạ? Đấy, nó quá là chi tiết đúng không ạ? Đấy, nghe nó rất là ngọt ngào nhá. Đấy là về cổng quang. Ở đây thì em thử CD em nói rõ rồi, em không thấy nó chạy. Nếu mà về cần thì các bác có thể mang ra thợ để thay mắt cho mình. Em sẽ thử thêm về cái MD này. Đấy, MD này thì bây giờ em thấy cũng ít bác dùng lắm, không có nhiều bác dùng đâu, nhưng mà em cũng thử thêm. Và em nói rõ nhá, nếu như mà cái này thì nó cũng gọi là hên xui các anh ạ. Lúc thì được, lúc thì không được. Đây, như con này thì hiện tại đang được đấy, có những con thì không được. Nhưng mà cái này thì nó đang chạy rồi thì các bác về các bác cứ sử dụng bình thường cho em thôi, còn em sẽ không bao, không bảo hành về cái MD này đâu nhá. Đấy, thậm chí là bình thường các bác bảo là tôi thêm tiền cho anh để anh cho nó chạy thì bên em cũng chịu thôi, bởi vì những cái này nó khó thay thế lắm. Nên là nó đang chạy rồi các bác về cứ sử dụng cho em. Đấy. Đây nhá, đấy em thử thêm thì ok này. Đấy, thì về mọi người cứ sử dụng thôi. Đấy. Đấy thì cùng này em cũng báo giá luôn rồi đúng không ạ? 1.090.000 chia ra quá rẻ. Giờ em cứ gọi rẻ cùng này các bác dùng được cho em 1 năm rồi. Đấy, mỗi tháng chưa đến 100.000, mỗi ngày có 2.000 nhỏ xíu xíu ấy. Mà quan trọng hơn nó bảo vệ tốt cho loa tivi của mình đúng không ạ? Mà lại sở hữu một con mà lại phiên bản giới hạn đặc biệt của hãng nữa thì tội gì mình không mua đúng không ạ? Đấy, bác nào mà muốn lấy hàng thì báo luôn cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594581. Địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người tại video tiếp theo.